Em xin chào quý vị. Vâng. Nếu như mà ở nhà quý vị đã có sẵn một cái bộ đẩy và loa rồi, nhưng chúng ta đang thiếu một con vang và một bộ mic tầm giá nó vừa phải để chúng ta là hát karaoke ở nhà, như thì chúng ta hãy lựa chọn ngay. Vâng. Con xe sao K900 kết hợp với loa với cả bộ mic xe VST4i này nha quý vị nhá. Này. Hàng chính hãng. Vâng. Cả hai con này là hàng chính hãng và được bảo hành dài hạn cả nhé. Con xe Vespa được bảo hành 1 năm, còn con xe sao được tới 2 năm. Vâng, đấy. Rất là chất. Đấy. Đây thì cái bộ mic và vang này để phục vụ cho những ai mà hiện tại quý vị đang ở nhà, đang có bộ nghe nhạc rồi và chúng ta lại muốn là có thể hát được luôn bằng cái bộ đấy, thì chúng ta có thể nghiên cứu những cái con này nhé. Đấy. Đây, cả hai thứ này của nó chỉ có chưa đến 5 triệu nhưng mà rất là hay. Vâng. Đấy. Cái bộ vang này thì nó sẽ có Bluetooth này, có cổng quang này, có cổng Bluetooth này, có cổng đọc USB này, nó có hai đường vào AUX1, AUX2 cho điện thoại này. Đấy. Trên này nó sẽ có sẵn bộ vang này. Phần chỉnh vang ở đây này, với 8 chế độ vang khác nhau đây. Đấy, để cho quý vị là lựa chọn sao cho phù hợp, hát cho nó phù hợp nhé. Đấy. Đây, bên phần dưới này là có sẽ phần chỉnh mic riêng này, đây phần chỉnh music riêng này. Đấy. Về đây là các cái volume dùng cho vang này, dùng cho mic này, và volume dùng cho nhạc này, riêng biệt hẳn hoi luôn nha quý vị. Đấy. Ngoài ra con này được trang bị cái feedback nhé, để chống rú nữa nhá. Nếu phòng quý vị ai cũng mà bị rú quá thì chúng ta sẽ ấn chìm nút feedback này xuống để chống rú nhá. Đấy, còn nếu như mà không bị rít thì thôi cứ để nổi lên hát cho nó hay. Đấy. Vâng. Ok nhá. Tất nhiên khi ấn cái feedback này xuống này nó sẽ hơi tối tiếng một chút xíu so với cả khi không dùng feedback nhé. Đấy. 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 Thì đây là phần chỉnh nhạc của nó này, quý vị nghe này. Đấy. Thì bình thường khi mà chúng ta có cái vang này vào để chỉnh thêm một lần nữa cái nhạc cho cái âm lượng của âm ly ấy, thì lúc nào tiếng sẽ hay hơn. Đấy. Và nguồn tín hiệu được kích lên nó khỏe hơn nữa. Đây này. Đấy, ví dụ nhá, bình thường em đang để music mới chỉ có tầm 9 giờ đúng không? Bây giờ em để music nó hẳn 12 giờ đi này. Để quý vị thấy chưa? Đấy, chỉ cần volume cho đẩy nhích nhẹ như này thôi là nghe nhạc rất là hay rồi. Rất to rồi. Nhích nhẹ rồi nhá. Đấy, to chưa? Đấy. Nữa có cảm giác là nó vỡ cái loại luôn được luôn. Đấy. Đây. Đấy. Thì đây là cặp loa Pioneer X750 nhá, X750. Vâng. Còn con âm ly này là con K5040. Đấy. Con này nó khoảng hơn 200W một chút xíu. Vâng. Đấy, còn con âm ly con loa này thì mỗi cái loa nó khoảng 100W nhá. Đấy. Đây là em đang ghép thử cho quý vị xem. Đấy, để cho quý vị xem là nó có thể hát karaoke được không nhá. Đấy. Câu trả lời đương nhiên là sẽ hát được luôn. Đấy. Vâng. Đây. Thì qua cái vang thì mic sẽ như thế này. Được 1 2 6 7 7 2 1. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 7 2 1 1 1 2 6 7. Quanh năm với bông biển. Đấy. Được. Đời người con gái quanh năm với bông biển. Cùng cái gì đấy em quên mất các bạn này. Vâng, đấy nhá, quý nghe này. 6 7 2 1 1 2 7. Đấy, rất là hay. Vâng. Đấy không ạ? Đúng. 1 2 6 7. Đấy. Ok, nhưng bây giờ em sẽ thử một cái bài nhạc đi. Đấy. Thế như quý vị thấy là cái con này khả năng chống rít cũng rất tốt nhé. Đấy. Chí thẳng mic ở loa luôn này. Cũng không hề vấn đề gì nhá. Tất nhiên là chúng ta cũng không nên thử cái này kiểu này ở nhà nhé. Hạn chế việc dí thẳng mic vào loa. Đấy. Vì nó chống rú tốt đến đâu thì chống, nhưng mà chẳng may nó có một phát nào đấy nó rú đi sao.
chẳng may chúng ta dùng chúng ta vặn âm lượng lớn quá thì sao? Đây. Đấy, nhưng mà tốt nhất để cho nó tốt nhá thì cũng không nên dí với mic vào loa nhá. Là em đã để mic khá là lớn rồi. Em nên để mic khá lớn và để âm lượng của âm ly cũng rất là lớn nhá. Đấy, nhưng mà chưa hề dít. Vì thế không? Khả năng chống dít của con vàng rất là tốt. Đấy. Đấy nhá. Nhưng về nguyên tắc là không được để mic chĩa thẳng vào loa nha quý vị nhá. Nên quý vị dùng ở nhà, em khuyên thành thật luôn là không nên chĩa thẳng mic vào loa như em đã thử nhá. Em thử đây là để thử cái độ chống rú của cái con vàng này thôi. Em không khuyến khích quý vị ở nhà dùng cách này. Vâng. Lô 1 2 6 7 7 7. Đấy. Đấy, vậy cái con mic này nhá. Vâng. Bộ mic CVS T4i này giá của nó đang là 2.600.000. Vâng. Cái vang này thì đấy, con này thì nó trên 4 triệu cơ. Con này là 4 triệu cơ nhưng mà hiện tại đang Tết nha. Thì em sẽ đang cố gắng rất là cố gắng giữ giá cho quý vị rồi. Đấy. Là 2.600.000 này. Với cả con xe sao K900 này. Vâng. Đấy là 2.400.000 là cả bộ là 5 triệu nhá. Đấy. Cả bộ 5 triệu. Đấy. Thì quý vị lấy cái gì lấy nhá. Vâng. Còn lấy theo combo thì sẽ có giá tốt hơn. Đấy, quý vị có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0966594581 để có cái giá combo tốt hơn nữa nhá. Vâng. Đấy. Bây giờ em sẽ thử một cái bài nhạc đi. Đây, để em lấy cái chân máy quay cho thử. Good.
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhạc nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. Như quý vị thấy thì đây mới chỉ là ghép vào bộ rất là bình thường thôi. Vâng, cái âm ly này mới chỉ là cái âm ly này có 2,7 triệu và cái đôi loa này 2,5 triệu mà có 5 triệu cái bộ loa âm ly này thôi mà hát rất là hay rồi nhá. Thế còn nếu như mà ở nhà quý vị nào có sẵn đẩy, có sẵn loa rồi nhưng không thiếu vang và thiếu mic nữa thì đầu tư vào bộ mic này chưa khoảng tầm 5 triệu này thì quá hay nhá. Hát rất là ok. Chất vàng nó bượt và còn lại thậm chí nó có thêm reverb nữa, nên là hát nó lúc nào nó cũng nãy quý vị nghe tiếng reverb xong sẽ nó bay tiếng hơn và nghe nó sẽ hát nó sẽ thanh thoát hơn. Đấy. Ok. Vâng. Vậy thì em xin báo lại giá là con vàng cơ là 2,4 triệu nha, và con mic là 2,6 triệu nha, tầm 50 triệu. Đấy. Quý vị lấy cả hai thứ thì thôi được rồi, nhà quý vị lấy cả hai thứ thì là em sẽ bớt cho quý vị một tí nữa. Quý vị lấy đằng nào thì em mất một công đóng thôi, thì sẽ để cho quý vị cái bộ này là đi 4,7 triệu. Để quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhé, bộ vàng của mình để cho quý vị về thứ nhất là có thể nâng cấp bộ dàn nghe nhạc ở nhà thành bộ hát karaoke hát với ngày Tết. Sau này thích thì có thể là nâng cấp thêm, thì có thể lấy thêm cúc đẩy và loa karaoke sau đấy, cũng thoải mái như quý vị đấy. Có mua cái này cũng thừa đâu, kể cả sau này quý vị thích thì quý vị mua thêm đẩy với loa nữa thì chúng ta dùng vẫn được. Vâng, nhưng con này hay mà. Đấy. Còn ai đã có sẵn đẩy, có sẵn loa rồi đang tìm vang và mic thì đây, một bộ mic rất vừa tiền và rất hay, 4,7 triệu nhá. Vâng. Những cái bộ này là giá đã không còn được nhiều nên cái giá này đâu nên quý vị ai lấy thì lấy sớm của em nhé, giao Tết có giá này nữa đâu. Vâng, xin chào quý vị. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 0966 594 581. Vâng, nghe ảo không ạ? Bây giờ nghe không ảo nhé, thật luôn nhé. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ theo số điện thoại 0966 594 581. Vâng. Đấy, bộ này bộ cả combo em sẽ để cho quý vị 4,7 triệu nha. Vâng, xin chào mọi người. Vâng.